Chiều mai đi. Đi hôm nay chưa có xong. Tới chiều mai đi, với điều kiện phải làm xong bài tập rồi đi, mới cả đi nha sĩ xong. Ai à? Buổi trưa đi đây để vỡ đầu à? Tao thang máy chỗ nào nhỉ? Ủa? Thang máy đâu ta? À đây à? Mấy chuyến sau chứ? Chuyến sau rồi. Ok. Vừa làm tiền thẻ đây. Vừa đi trước. Chào rồi. Con đập thẻ. Đập thẻ chưa? Đi. Đây đâu rồi? Không phải thế mà đi cùng thế nhiều khi là bố không qua được. Đi đi vệ sinh đi con. Bố đi vệ sinh đi con. Đi. Đi vào đi, đóng xe đi vào đi. Vào luôn, cởi rồi. Tàu này tàu thường mà. Đi lên trên này xem cái bảng kia xem lấy đi tàu nào chứ. Bye.
43 đi tàu chuyến thứ hai kìa, 43 kìa. Đấy, chưa kịp cứu cổ kìa, nó đang ngồi ghế. Ngồi ghế nào. Đi ngồi ghế con này. Ngồi ghế trong không ngồi đấy.中華街、オッケー。ご乗車ありがとうございました。元町中華街終点です。お忘れ物をなさいませんようにご注意ください。